đau bệnh ốm yếu vào bệnh viện thì không có giường để mà nằm, không có thuốc để mà uống. Các bạn cảm thấy yên tâm mà, cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi à? Các chị em lấy chồng ở nước ngoài đấy, Đài Loan, Hàn Quốc, hãy quan tâm về đất nước của mình đi. Nói lên một cái ý kiến gì đi. Các bạn không cần phải nói lưu lót vì chúng ta không làm truyền thông. Tôi cũng vậy, tôi không làm truyền thông. Tôi không học một cái trường lớp chính trị nào cả. Tôi chỉ tốt nghiệp cấp 2 thôi. Lời lẽ của tôi không được tốt nhưng mà tôi vẫn cố gắng nói ra những gì từ đáy lòng của mình. Nói ra những cái ý kiến, những cái gì mà mình cảm thấy không trái lại với lương tâm của mình. Mình nói ra từ cái lòng của mình thôi, mình không cần phải văn chương gì nhiều cả. Các chị em hãy lên tiếng giùm đi, để người dân trong nước hiểu được, biết được. Đừng để họ mơ hồ nữa. Các chị em cứ đi lấy chồng nước ngoài mà cứ không chịu hiểu tại sao chúng ta lại đi lấy chồng nước ngoài. Cứ nghĩ tại vì mình nghèo nên mình phải hy sinh, mình phải đi lấy chồng nước ngoài. Tôi là một người trong hoàn cảnh đó, tôi hiểu rất rõ. Tại sao chúng ta lại không ở Việt Nam lấy một người mình yêu thương để gần cha gần mẹ mà chúng ta phải đi lấy người nước ngoài, phải sống với một người mình không yêu thương? Tôi nằm trong hoàn cảnh đó, tôi hiểu rất là rõ cái cảm giác mà ở sống chung với một người không yêu thương như thế nào. Thì các chị, các bạn cũng như vậy. Tại sao chúng ta lại không nghĩ? Vì sao? Không nghĩ sâu xa hơn, tại sao chúng ta nghèo, tại sao Việt Nam nghèo? Ba mẹ chúng ta cũng có làm mà, cũng làm rất vất vả, tại sao họ vẫn nghèo? Tại vì cái xã hội này, cái đất nước này đang bị lãnh đạo bởi một người không biết lo cho dân, bởi những người chỉ vì lợi ích riêng của họ. Họ lấy những đồng tiền mồ hôi xương máu của chúng ta, họ lo cho cuộc sống riêng của họ, họ để chúng ta phải cực khổ vất vả. Thế thì các chị em thấy có hài lòng không? Các chị em đang là nạn nhân của chế độ xã hội chủ nghĩa đấy, chế độ cộng sản đấy. Tại sao các chị em lại im lặng sống cuộc sống riêng của mình, hưởng thụ hạnh phúc riêng của mình mà không nghĩ về đất nước? Rồi thế hệ con cháu của chúng ta sau này lại phải tiếp tục như vậy à? Còn các anh chị em đi xuất khẩu lao động cũng vậy. Các anh nghĩ lại đi, tại sao các anh phải đi xuất khẩu lao động? Tại sao không ở Việt Nam làm? Tại sao không như những người đồng bào, những người ở nước khác, họ có thể ở trong nước họ, họ làm rất là sung, họ làm rất là bình thường, không hề vất vả như chúng ta, nhưng mà họ vẫn có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Tại sao chúng ta lại phải vất vả như vậy? Tại sao chúng ta phải luồn cuối? Để đồng bào Việt Nam, cô nhân Việt Nam, nếu các bạn còn có tấm lòng, còn nghĩ về quê hương đất nước, còn nghĩ về thế hệ cô cháu chúng ta sau này, thì làm ơn hãy lên tiếng đi. Hãy góp một chút ít gì đó cho đất nước đi, đừng im lặng, đừng sợ hãi nữa. Thật sự tôi lên mạng, tôi nhìn thấy những clip của các bác, các chú ở nước ngoài đi biểu tình. Tôi đặt ra một câu hỏi, tại sao những con người đó, họ đã từng một thời hy sinh cái mạng sống mình, đánh đổi cái mạng sống mình để đi tìm tự do, đi tìm hạnh phúc. Và cho đến ngày hôm nay, cái họ cần tìm, họ đã tìm được. Đáng lý họ phải hưởng thụ cuộc sống, họ phải sống một cuộc sống ấm no hạnh phúc, yên an nhàn. Tại sao họ lại không chịu mà họ vẫn tiếp tục đấu tranh? Vì ai, vì cái gì? Vì dân tộc Việt Nam, vì thế hệ trẻ sau này, vì chúng ta đó. Tại sao các bạn trẻ, các bạn không quan tâm đến đất nước? Các bạn có thấy hổ thẹn với lương tâm mình không? Tại sao họ già rồi, họ không nghỉ ngơi, họ không ăn dưỡng tuổi già mà họ vẫn tiếp tục đấu tranh vì chúng ta? Còn chúng ta, những người bạn trẻ, các bạn đang làm gì đấy? Tôi đang hỏi các bạn đang làm gì đấy? Các bạn đang ăn chơi hụ chè à? Các bạn đang vui thú vui riêng của mình à? Các bạn có biết đất nước của các bạn đang như thế nào hay là không? Và các bạn thờ ơ. Hãy lên tiếng đi, góp một chút ít gì đó đi. Đừng nghĩ tiếng nói của mình nhỏ nhoi. Một cái nhỏ, hai cái nhỏ, nhiều cái nhỏ gộp lại mới thành một cái lớn. Đừng nghĩ là mình không làm được gì, chỉ cần một tiếng nói của các bạn thôi cũng đủ góp phần đóng góp cho Việt Nam, đủ làm thay đổi cho Việt Nam rồi. Đừng im lặng nữa, hãy lên tiếng đi làm ơn.
Những giọt nước mắt của chúng tôi rơi xuống không phải vì chúng tôi yếu đuối, không phải vì chúng tôi muốn có lòng thương hại, mà vì chúng tôi cảm thấy thương cho đồng bào Việt Nam, cho người thân của chúng tôi. Chúng tôi luôn khuyên nhủ lẫn nhau là các anh chị em đang hoạt động, hãy cố gắng, đừng bao giờ nản lòng, đừng bao giờ bỏ cuộc. Bởi vì nếu chúng tôi bỏ cuộc thì chính chúng tôi là những người đã phản bội lại quê hương đất nước. Chính chúng tôi là những người đã bỏ quê hương đất nước, vì chúng tôi là những người hiểu rõ, nhưng mà chúng tôi lại không làm được gì, không giúp ích được gì. Cho nên chúng tôi luôn khuyên nhủ lẫn nhau là phải cố gắng, dù có khó khăn tới đâu cũng phải cố gắng. Tại vì chúng tôi luôn có một cái mục đích chung, một cái khao khát chung, đó là tự do, đó là nhân quyền cho Việt Nam, đó là Việt Nam sẽ có một ngày được tươi sáng hơn, chứ không phải như cái đảng Cộng sản. Chúng nó cào xé lẫn nhau chỉ vì cái lợi ích riêng của bản thân. Các bác, các chú đang làm việc trong đảng, đang làm việc trong nhà nước đó, xin hỏi các bác, các chú đang làm những cái việc đó, đang vơ vét của người dân để làm cái gì? Các bác, các chú làm như vậy cũng vì thế hệ con cháu của các bác, các chú. Thế các bác có bao giờ nghĩ là cái đồng tiền mà các bác làm ra đó cho con cái các bác, thế con gái của các bác, nó, tụi nó sống như thế nào? Tụi nó chỉ biết ăn chơi xa đọa trên cái đồng tiền mà các bác, các chú vất vả gom góp tham ô từ dân lành. Rồi đến một ngày nào đó các bác cũng sẽ phải ngã xuống. Cho dù các bác có để lại một khối tài sản cho con cái của các bác, nhưng mà chúng nó cứ ăn chơi xa đọa, thì cho dù tiền có chắc thành núi, vàng có chắc thành núi cũng sẽ hết. Các bác cần để lại cho con cháu của các bác là cái kinh nghiệm sống, là cái nhân cách của con người, để chúng nó có thể tự kiếm ra đồng tiền, để chúng nó có thể tự lo cho cuộc sống chúng nó, chứ không phải là các bạn, các chú cứ vơ vét một khối tài sản để để lại cho nó cũng sẽ hết mà thôi. Thì các bác, các chú, nếu còn cái lương tâm, nếu còn cái nhân cách của con người thì hãy suy nghĩ lại, hãy thay đổi, đừng như vậy nữa. Tôi cũng biết là có một số bạn có ba mẹ đang làm trong nhà nước, đang là đảng viên, đang làm những việc bất chính, nhưng mà các bạn vẫn bên vực ba mẹ các bạn. Bên vực ba mẹ đó là một chuyện không hề sai trái gì cả, nhưng mà các bạn nghĩ đi, các bạn làm như vậy có đúng không? Các bạn muốn có hiếu với ba mẹ các bạn là các bạn phải làm như thế nào để hướng cho ba mẹ các bạn đi một con đường đúng đắn, chứ không phải là thấy ba mẹ các bạn làm sai rồi các bạn vẫn ngồi đấy bên vực nói tốt cho cái sai đấy. Còn các bạn dư luận viên hay vào đây chửi chúng tôi là đồ khùng, đồ điên, đồ phản quốc, đồ phản động, thực sự chúng tôi không cảm thấy ghét các bạn mà chúng tôi cảm thấy thương cho các bạn. Chúng tôi không biết là các bạn đã nhận được mấy đồng từ đảng, từ nhà nước, mà các bạn lại có thể nói những lời nói trái ngược với lương tâm của mình, nói ra còn bị nguyền rủa mà các bạn vẫn nói, vẫn bênh vực cho cái sai. Các bạn làm như vậy, các bạn có thấy trái với lương tâm không? Các bạn nhận những cái đồng tiền đó, các bạn ăn, các bạn thấy có sung sướng không? Mình nói đến đây thôi, xin tất cảm ơn tất cả mọi người, các bác, các cô chú, anh chị em, bạn bè trong và ngoài nước đã cố gắng lắng nghe. Còn kịp nữa không, đời tôi hay đời con em? Còn kịp nữa không, hôm nay hay ngày mai đây? Ai đã buồn mang quê hương cho bọn quay mặt? Ai đã đầm lõa u mê theo bọn sát nhân? Chỉ có loài thú hoang như dương tập ngày vào cõi trên, chỉ có bọn dã tâm đưa nhân loại vào một tối tăm.
bóng đêm, cầu xin cho được cứu rỗi. Mãi lên thiên thiên lương tâm, ta là con người. Mãi tình thương như hoa hiên, con người Việt Nam.